đi. Chúng tôi những người anh, những người bạn đồng nghiệp của Khánh Nam, chúng tôi vô cùng cảm ơn bà con, cảm ơn tất cả cô bác anh chị em đã dành một cái khoảng thời gian hết sức là quan trọng này để tiễn đưa một người em đồng nghiệp chúng tôi về đó đất mẹ. Cho chúng tôi cúi đầu cảm ơn bà con đã đến để chia sẻ sự mất mát của chúng tôi. Dạ quả ấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.